Thưa quý vị, tháng 3 này, tháng thanh niên, có rất nhiều những hoạt động ý nghĩa của thanh niên trên cả nước. Một trong những hành động đó chính là việc thay đổi nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường. Tại một số trường đại học ở thủ đô Hà Nội, những hành động nhỏ, thường xuyên của thanh niên đã giúp lan tỏa nhiều hơn các câu chuyện, các hành động đẹp trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hồ Văn Quán, Hồ Than Thở Hà Đông là địa chỉ quen thuộc của các bạn sinh viên trường Đại học Đại Nam vào mỗi thứ bảy hàng tuần. Không chỉ trong tháng thanh niên, những bạn trẻ này thực hiện việc dọn dẹp rác, vệ sinh đường hồ thường xuyên vào mỗi tuần. Rác được phân loại và chuyển về những khu tập kết của thành phố. Các em hy vọng việc làm nhỏ này sẽ truyền tải được thông điệp bảo vệ môi trường tới những người dân sinh sống ở quanh đây. Mong muốn ở đây là em mang cái tinh thần của bọn em đến và em mong là cái hành động sẽ mang đến, sẽ nhiều người sẽ biết đến hơn và họ cũng sẽ là sang ngày, ví dụ như bọn em làm ngày thứ bảy thì họ sẽ là chủ nhật hoặc là thứ hai, thứ ba họ sẽ đến đây và chung tay với bọn em là dọn sạch khu hồ Văn Quán này. Chương trình đổi túi ni lông, ống hút nhựa lấy túi giấy, ống hút tre thu hút đông đảo các bạn sinh viên. Theo thống kê, mỗi gia đình mỗi năm dùng tới 35 cân túi ni lông và để phân hủy một chiếc túi ni lông cần tới 100 năm. Những con số này đã được liên tục truyền đi trong hội trại thanh niên với sống xanh của nhà trường, góp phần thay đổi nhận thức của các em sinh viên. Mỗi sinh viên, mỗi thanh niên chính là lực lượng nòng cốt trong cái cuộc chiến để giành lại môi trường xanh của chúng ta. Và nếu như chúng ta không hành động ngay thì chúng ta sẽ không thể tự cứu được chính mình và không thể thay đổi được cái môi trường đang ô nhiễm hiện nay. Những đợt ra quân tình nguyện dọn rác tại những điểm công cộng đã giúp các em sinh viên sống ý thức hơn. Trong suốt năm học, nhà trường cũng triển khai các chương trình như giảng đường xanh, ký túc xá xanh, căng tin xanh. Những hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ môi trường.